Mệt quá à. Hôm nay là Troy sẽ mở đầu một mình, với lý do là hôm nay chúng mình sẽ đi mua quà sinh nhật cho Tâm. Nhưng mà không có cho ổng biết. Troy phải suy nghĩ đủ mọi cách là để ổng không biết được là Troy kiểu Troy đi mua quà. Troy hồi nãy Troy nói là ổng là ổng đi ra. Troy đi đâu ta? Troy đi spa, đúng rồi, Troy đi spa. Ổng thì ổng đi công việc của ổng rồi cho nên là ổng không có biết là tôi đi spa không. Anh có xem được video này thì em xin lỗi, em không muốn nói dối anh nhưng mà bắt buộc em phải nói dối. Thì cái lịch trình ngày hôm nay của mình á, thì mình sẽ đi mua quà nè, mình gói quà nè, và mình sẽ liên hệ một vài người bạn là để ngày hôm đó tổ chức một cái sinh nhật bí mật cho Tâm đó. Tại vì Troy là Troy cần đồ trang trí sinh nhật nhưng mà Troy không biết Troy nằm ở đâu, tại vì là bữa là Troy đã mua sẵn rồi nhưng mà ổng là người cất, cho nên là chắc là bây giờ mình phải gọi ổng nè để mình hỏi đồ trang trí sinh nhật ở đâu. 5 minutes later. Vậy mọi người đợi một xíu nha, sắp tới rồi. Mình sẽ tới đó, mình sẽ bật mí cho mọi người. Không phải bật mí đâu, mọi người sẽ thấy được là Troy mua cái gì cho Tâm. Đợi nha mọi người. Đây nè. Thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Đây. Troy đã suy nghĩ và đắn đo dữ lắm rồi. Lúc đầu thật sự là không biết là có nên mua cái máy này cho ổng không. Tại vì là ổng chơi game thì ổng sẽ bỏ tôi, nên tôi không biết là tôi có nên mua cho ổng không nữa. Hoặc là Troy sẽ mua giày. Nhưng mà là giày thì Troy thấy ổng cũng có nhiều rồi á, nên là chắc phải tạo một cái bất ngờ lớn hơn nữa, là sẽ mua cái này. Trời ơi, cái này là tiền tôi đi làm đó mọi người. Tiền tôi đi làm dữ lắm đó. Thì chắc em sẽ mua cái này, với lại em sẽ mua thêm một cái đĩa cho ổng nữa. Hai cái đĩa nha, nha. Cái đĩa một cái máy. Rồi. Cái này sướng hơn ông không? Vậy bây giờ là cho tôi tính tiền rồi, sau đó cho sẽ gặp lại mọi người. Dạ rồi. Trọng người là ta. Giờ em giống như vậy. Trời ơi. Không biết sao nữa, cảm thấy vui quá. Nôn cho tới thứ 6 ghê luôn á. Có nào cái mình về nhà cái mình nôn nôn vui vui cái mình tặng cho ổng luôn nè. Sẽ tặng cái này cho ổng là để ổng suy nghĩ là cái này là quà chính. Tại vì tôi sẽ nói là năm nay kinh tế của tôi eo hẹp. Đây là thùng quà. Thì nó không có được đẹp cho lắm, nhưng mà quan trọng là tấm lòng của em mà mọi người. Không, ở bên trong là tấm lòng của em, còn bên ngoài là tấm lòng của mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy đợi tới thứ 6 và xem coi. Tại vì Troy sẽ đặt cái máy lén để xem coi cái reaction của ổng như thế nào nha. Đợi tới thứ 6 xem. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Joy sẽ nói chung là trang trí. Là Joy đã thức dậy rất là sớm cùng với mọi người, là cùng một vài người bạn đang trên đường qua nữa. Thì bây giờ Joy sẽ xếp hết trước, là Joy sẽ phải tắt đèn tại vì mắt không lỏng sẽ thấy tại sao cái phòng này nó sáng. Cho nên là phải dùng đèn livestream rồi mọi người. Bây giờ là mình sẽ trang trí để thẩm mỹ chẳng. Thì bước sang tuổi mới chúc em gặp thật nhiều may mắn hơn nữa nè, thành công hơn nữa với những dự định tương lai sắp tới của em. Và điều bắt buộc đó là phải yêu cái bà mà bắt tôi quay cái này nhiều hơn nữa. Happy birthday Tâm.
đi chợ mua một cái bánh kem tặng Tâm. Hai Tâm, sinh nhật chúc em có thật nhiều niềm vui với gia đình nhỏ của mình. Sẽ mãi là một người con hiếu thảo, một người chồng tận tụy và một người cha mẫu mực. Chúc em hạnh phúc với những gì mà mình đã chọn. Chúc em là sinh nhật vui vẻ nè, cũng như là không bị Joyce bắt nạt nữa. Và friend thì trang năm sau sẽ rất thành công và được nhiều bạn ấm nhận. Anh đi với anh Tâm nói rồi chúc anh mẹ và hạnh phúc. Chúc mình là chăm lo cho mình đi và chọn tiền nha. Dạ Tâm thì hôm nay là sinh nhật của anh, thì em muốn chúc anh là có một ngày sinh nhật vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân, đặc biệt là chị Joyce. Ok, happy birthday Tâm nha. Chúc Tâm luôn thành công trong mọi thứ. All the best wishes for you, baby. Yeah, chúc mừng nhật tươi nha. Ok, sinh nhật hạnh phúc. Mới gì được mới anh tôi. Happy birthday Tâm, tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Tuổi mới chúc em mình sẽ có thành công mới, mọi chuyện sẽ như ý muốn của mình và hơn hết là hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Best wishes man. Không hề biết mày là để chúc mừng sinh nhật mày. Thì bây giờ tao cũng không biết nói gì nhiều hết. Thì cái gì mà càng ít nói thì càng chân thành, đúng không? Thì hôm nay tao chúc mày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên Joy, bên Tiết. Rồi như vậy là quá đủ với mày rồi, đúng không? Bye bye, happy birthday. Ý là người sinh nhật, chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và luôn thành công trong gia đình sắp tới. Happy birthday. Amazing, good job anh. Hello bạn, hôm sinh nhật bạn, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, sống luôn có sức khỏe, cố gắng làm việc kiếm tiền để sống vui vẻ, phúc bên vợ con nha bạn. Happy birthday. Happy birthday anh hai. Hey, happy birthday ông Tâm. Chúc ông Tâm cũng mới nhiều sức khỏe hơn nè, may mắn hơn nè và luôn hạnh phúc với gia đình bà Joyce và bé Tiết nha. Chúc ông phát triển brand Joyce Clothing ngày càng phát triển hơn để mọi người ngày ngày biết tới và trở thành một local brand đầu tiên. Ok, và đây là Khôi. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật nha. Have fun. Hello, happy birthday Tâm nha. Sinh nhật nên là Phương chúc Tâm sẽ luôn thành công, gặp thật nhiều may mắn và đặc biệt là sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình với lại cho nha. Happy birthday. Happy birthday nha anh Tâm. Em thì không mong gì hơn ngoài việc là tuổi mới anh Tâm sẽ có thật nhiều thành công, thành tựu mới trong công việc lẫn cuộc sống, và cũng như là sẽ luôn có nhiều hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chúc mừng sinh nhật anh. Happy birthday. Bữa nay sinh nhật Tâm cũng nói gì cũng gửi tới anh. Hôm nay sinh nhật Tâm thì anh đại diện cho anh em muốn gửi lời sinh nhật, chúc mừng sinh nhật đến Tâm. Chúc Tâm luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday chú Tâm. Happy birthday chúc mọi người vui vẻ. Em cũng muốn nữa là chúc mừng sinh nhật anh. Happy birthday. Hello ông xã. Thì ngày hôm nay là chính xác gọi là ngày sinh nhật của anh, là ngày 11 tháng 12. Thì em đã cố gắng sắp xếp hết mọi thứ là để anh không có biết là mọi người đầu tư cái này như thế nào. Nói chung á là sinh nhật của anh á thì vợ muốn là anh phải cố gắng giữ gìn nhiều sức khỏe để lo cho vợ với lo cho bé Tiết, nhưng mà chắc là cũng sẽ lo cho mấy đứa sau này nữa. Tại vì là vợ chồng mình đâu phải là một đứa không đâu, vợ chồng mình là go là mấy đứa lần đúng không? Thì nói chứ là vợ chỉ mong anh á là lúc nào cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, rồi có một cái sinh nhật thật là ý nghĩa bên bạn bè gia đình với lại những người mà yêu thương anh và nhất là em.
và bé Thiết. Thì chúc mừng sinh nhật Tầm Yêu. Của ba. Ba thì em và bé Tiết á chúc anh có một ngày sinh nhật thiệt là vui vẻ bên cạnh em và bé Tiết nè, xong rồi bên cạnh gia đình nè, rồi bên cạnh bạn nè và những người yêu thương anh nữa. Thì mẹ và bé Tiết mong á là anh sẽ có một ngày sinh nhật thiệt là ý nghĩa nhất, và càng ngày anh phải càng giữ sức khỏe cho bản thân, với lại sẽ luôn 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 thành công trong công việc để hả có thể hả lo lắng cho hai mẹ con nè và những đứa sau này nữa. Vậy nha, chúc ba một ngày sinh nhật thật vui vẻ nha ba ơi. Nhìn ba nè, ông cameraman kêu đi. Tiếp ơi, tiếp. Chúc ba sinh nhật vui vẻ nha. Đâu, cái hộp giấy sao mà mở ra hùng nước suối là biết luôn. Xé ra, xé ra nha, xé ra nha. Hết rồi. Vừa mở lớp giấy ra là mình sẽ thấy được một con tho. Con này nhìn hơi to. Ok. Tiếp tục. Thu quà tiếp theo hả? Lấy cái này xuống. Bự ra. Cái máy lọc không khí này xịn nha, Đây, tao nhìn rõ là cái máy nước nóng. Thấy chọn giá đúng. Giờ đáng ơi. Ô, nặng quá vậy. Đáng ơi, đáng đúng quá trời. Đáng đúng mở ra đây. Dạ quà của tôi mà đúng hay sai tôi cũng là quà của tôi đúng không? Vậy. Anh em đi đâu mà nó chưa gì đâu, anh em đi đâu mà. Nó nhỏ vậy. Nó như cục nóng mới lạnh đó. Dạ. Mình có nên nói không? Quà này là cục nóng quà tôi tặng á. Quà của ai? Quà này của ai? Quà này của ai? Mở ra đi, mở ra. Mở cái mé xíu mình đoán nè. Luôn tiếng thôi. Xe biển nói chắc là của rồi đó nha. Chà. Ôi, tôm. Yeah. Cái đầu tiên là không bị đói rồi đó. Ủa, này có phải tôm không? Không phải không? Hút. Ôi, nở phổi luôn. Con mèo. Hút mèo hả? Mèo. Chắc phải bíp bíp nữa rồi. Chị mà sinh nhật tặng từ phút đến lúc bây giờ mới hết. Chạy ở đâu mọi người ơi? Ôi, nắng lửa. Wow. Đúng với lại. Bây giờ đã bất ngờ ra mà mở ra mà không có máy chơi bất ngờ. Mình có đập anh em luôn á. Chơi nào, mày chơi nào. Chơi xong rồi. Nếu mà chạy quên lấy về. Cấm rồi bà, mẹ tôi lấy cầm luôn rồi. Chạy quên không, để không có tiền nét. Lấy khổ khổ lấy khổ khổ vô. Thôi thôi làm rồi. Mình đỡ này. Đỡ lấy cái gì đi. Rồi mình đi về luôn nè. Rồi cảm ơn mọi người. Anh có coi kỹ chưa? Kỹ chưa? Có cần tháo đâu chứ thấy cái một này thôi. Có coi kỹ lên trong hết chưa? À, còn nữa, còn sớm. Đây nè, đây nè, đây nè, cầm ra luôn sớm nha. Đây nè, đây nè luôn. Hai cái đĩa, đây hai dĩa nè. Đi mua mấy cái món hai đĩa lên cho thôi. Mở ra hai dĩa, nhiệt tết. Rồi, rồi. Mở ra, chúc mừng năm mới. Cầm hai cái đó chút, cầm hai cái đó chút. Đây. Xuân đã về. Đĩa nè, cầm hai cái đó.
Ok. Giải nhất bởi script của mình lên đọc. Dạ giải chúc mừng chúng giải nhất trên đây để Spider-Man bản mới vào để FIFA 21. Mình cũng tính mua hai cái đĩa này để chơi cái máy PS4 cổ của mình nhưng mà hơi có mới rồi. Thấy giải chữ PS5 không sao chứ. Lúc đầu tính mua cái hai cái đĩa này chơi máy cổ. Nhưng mà cái này của người ta là bể mà cái đĩa dành cho PS5 không, người ta không có cho chơi PS4 rồi nè. Đúng rồi. Đúng rồi. PS4 cho anh em á. Bỏ luôn hả? Bỏ ra cái vô cái Bé hả? 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 À, nhìn đây chú, 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 chú, chú ta chơi giải rồi đó, chơi giải rồi đó, đây chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng em, giải rồi đó. Người thắng cuộc trong đi nhất nhìn theo chính là Nguyễn Quốc Khánh Tâm với một cái bộ máy về thoại. Mời lên cái giải. Cảm ơn nhà tài trợ. Nói chứ là mình xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các bạn đã gửi lời chúc sinh nhật cho Tâm ngày hôm nay. Thật sự hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa. Lần đầu tiên mà bất ngờ và ý nghĩa đến như vậy. Nói chung là không biết nói gì hết. Thì chỉ muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều.